Anh ơi, em luôn làm mọi người xung quanh vui vẻ được, sao em không thể mang lại niềm vui cho em vậy? Em có tệ với bản thân quá không? Ủa? Thế cái việc mà em làm mọi người xung quanh vui vẻ nó không phải là việc mang lại niềm vui cho em à? Thế là em đang bị diễn rồi. Thế là không được rồi. Thế là em đang bị kiểu là đéo sống thật với cả bản thân đấy. Em đang cố gắng làm cho mọi người xung quanh vui vẻ thôi, chứ cái việc này đéo làm cho em vui. Còn nếu như em cảm thấy cái việc này nó áp lực và nó kiểu mất thời gian của em quá, nó cảm thấy con người em khó chịu quá, thì tốt nhất là em đừng làm người khác vui nữa, làm cho bản thân mình vui là được rồi. Con người nó đéo thể làm được một lúc nhiều việc đâu em ạ, chỉ làm tốt được một việc duy nhất mà thôi. Đấy, em nhìn này, anh làm cái nghề này này, anh có bao giờ anh làm sang cái khác không? Anh có kinh doanh không? Không, kinh doanh nhỏ lẻ thì đéo làm gì. Kinh doanh như nhà tôi gọi là hộ gia đình các bạn, một tháng bán được đâu đấy khoảng 5-6 cái đơn Missy Food thì không nói là kinh doanh, gọi là bán đồ linh tinh thôi. Đấy, tôi chỉ tập trung và tôi làm đúng stream thôi. Bạn bè tôi bây giờ đã có đầm tôm, bạn bè tôi có hiệu trà sữa, bạn bè tôi mở bán xe máy Honda, bạn bè tôi làm nhạc sĩ, bạn bè tôi làm nha sĩ, bạn bè tôi bây giờ mà có cả những cái công ty tập đoàn cực kỳ lớn. Nhưng mà tôi bây giờ tôi có làm theo kiểu đấy đâu, tôi làm mỗi cái này các bạn, chỉ làm tập trung vào làm một việc thôi thì nó mới vui được. Loanh quanh làm lúc nhiều việc là không ổn đâu. Thứ nhất là nó không hiệu quả, thứ hai là nó bị áp lực cho bản thân mình, đau đầu vãi đái ra. Một đời người ấy tính ra cứ khoảng 25 tuổi đã bắt đầu vào guồng kiếm tiền đi, thì anh em mình loanh quanh cái tuổi mà còn sức lao động ấy thì chắc là đến được khoảng 60 tuổi là 35 năm. Đấy, 35 năm đấy tốt nhất là mình nên chia ra làm vừa vừa thôi, đừng có làm nhiều quá. Hoặc là các bạn muốn rớt một phát các bạn kiếm tiền thật là nhanh, sau đấy các bạn nghỉ thật sớm. Nhưng mà đéo phải ai cũng làm thế được các bạn. Người ta phải có nền tảng, người ta phải có may mắn, người ta phải có thời, thiên thời địa lợi các kiểu người ta mới làm thế được. Còn mình thì cứ túc tắc thôi, đừng làm nhiều việc quá, đau đầu lắm. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. 1.000 follow Facebook chỉ được 21, à chỉ mất 21.000. Bạn ơi, bạn cho tôi mua 1 triệu follow cái được không? Để kiểu Facebook của tôi cho nó hoành tráng cái được không? Tôi đéo hiểu công mua follow để làm cái đéo gì, để cho nó oách à, để cho nó oai à. Giống như cái việc mà công kiểu bỏ tiền ra, ngày xưa nhá, tôi đéo biết để cái tích xanh giá nó rẻ. Ngày xưa mua tích xanh tốn tiền vãi cả lì luôn. Mỗi ông mua quả tích xanh mất đâu khoảng 25 cho đến 30 triệu để lấy được một cái tích xanh. Để làm gì? Để oai như cóc các bạn, giải quyết không oai thôi, còn lại chả được cái tích sự đéo gì cả. Cái việc mà các bạn mua follow cũng thế thôi, người ta theo dõi các bạn toàn là ảo cả, để làm gì? Để phông bạt với đời chứ được cái đéo gì đâu. Đừng làm thế các bạn ạ. Tôi nhá, group của tôi lên rất là chậm từ năm 2017 đến bây giờ. Facebook cá nhân của tôi, Instagram của tôi, fanpage của tôi, tất cả tôi xây dựng mỗi thứ một mảng riêng các bạn, mà nó lên chậm lắm. Nhưng mà với tôi chậm thế nó mới chắc các bạn ạ. Các bạn thử nhìn xem bây giờ nhá, mặc dù cái lượng follow của tôi nó không lớn, mặc dù cái group nó cũng không phải là kiểu hoành tráng quá, nhưng mà cái tương tác của nó là ổn, tương tác của nó là cao vãi đái luôn các bạn, và nó là tương tác thật. Đấy là do tôi xây dựng từ ngày xưa đến bây giờ thì nó mới có hiệu quả, nhìn phát là thấy ra tiền luôn đấy. Chứ còn cứ đi mua mấy cái follow về xong rồi bắt đầu nhận mấy cái live stream bán hàng xong quảng cáo mỹ phẩm kiểu thôi, chắc làm được mấy phát các bạn ạ. Anh đi hiến máu lễ hội Xuân Hồng, mẹ mà thế tôi sợ kim vãi cả đái ra, nhìn kinh vãi, cứt hiến máu thì nó thế đó. Mà từ bé giờ tôi chưa đi hiến máu bao giờ các bạn ạ. Thấy mọi người bảo là nếu như các bạn mà đi hiến máu về là da rẻ các bạn sẽ đẹp hơn đấy, xong rồi là kiểu cơ thể sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn. Tôi đéo biết là có thật hay không, nhưng mà tôi nghĩ là bình thường ví dụ tôi mà đi nhổ răng hay là tôi đi làm cái đéo gì đấy mà tôi bị mất máu nhiều quá, ví dụ tôi đi mổ chĩ chẳng hạn, mất máu nhiều quá là tôi sẽ bị hoa mắt chóng mặt ù tai trong mấy ngày liền các bạn, là đéo chịu đâu. Tốt nhất là không nên đi hiến máu. Ngày xưa cái hồi mà sinh viên ấy, bọn tôi đi hiến máu ạ, cả nhà tôi đi các bạn, nhà tôi hồi đấy. Sao anh biết nhiều thế ạ? Người ta bảo là, tôi đéo biết, tôi đọc ở đâu ấy, nhưng mà người ta bảo là bạn sẽ có thể rút ngắn cái quá trình trưởng thành và thành công của mình hơn nếu như mà chịu khó học hỏi và giao lưu với người khác. Tôi thấy câu ấy đúng. Có nhiều bạn cứ hỏi là sao để trưởng thành nhanh, làm sao để va chạm nhiều, làm sao để khôn lên, đi ra ngoài xã hội bươn trải thì các bạn nhìn mà. Chứ đừng ngồi nhà, ngồi nhà mãi thì cũng chỉ học được mấy kiến thức loanh quanh, cũng chỉ đến thế thôi. Ví dụ như tôi là người miền núi, tôi đéo bao giờ biết về những cái gì ở biển cả, bắt cá như nào, kinh nghiệm cá các kiểu sao, thời tiết hiểu như nào, xong tôi ra ngồi nói chuyện với cả mấy ông đánh cá, tôi học được nhiều thứ đấy, ví dụ nó là như thế. Nếu các bạn mà cứ ngồi mãi ở nhà thì làm sao các bạn lớn được? Nếu như các bạn muốn kiểu va chạm nhiều, các bạn muốn kiểu mình trưởng thành lên sớm ấy, các bạn muốn mình là một trong những thằng có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống ấy, thì phải đi ra ngoài, đi chơi cũng được, đi làm cũng được, đi kiểu giao lưu học hỏi, đi nhậu. Ôi, đi nhậu là một cái hợp lý để học hỏi nhau đấy nhá. Tôi mấy thằng bạn, mỗi thằng lại kể cho một câu
chuyện. Ừ, hợp lý. Câu này hay. Em ạ, có nhiều người ta may mắn, à nhầm, người ta bất hạnh. Người ta sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình không có bố, hoặc là không có mẹ, hoặc là không có bố và cả không có mẹ. Người ta sinh ra ở vùng núi, người ta sinh ra ở biên giới hải đảo, người ta sinh ra trong những cái gia đình thực sự là nghèo và phải lao động chân tay từ đời này qua đời khác. Em được ban cho một cái cuộc sống đầy đủ chân tay, não bộ phát triển đầy đủ và lớn lên được đến lúc này để dùng internet và xem được stream của anh là một cái may mắn và một cái lợi thế hơn rất nhiều người rồi. Mà bây giờ em lại còn vì cái chuyện tình cảm, vì một đứa con gái chưa là cái gì của nhau cả, người yêu cũng đéo biết phải hay không, vợ thì chắc chắn là đéo phải rồi, mà em quên đi hết cả những cái gì mà bố mẹ em đã ban phát cho em, cái cuộc sống này đã tặng cho em. Em hơn rất nhiều người mà bây giờ em nghĩ đến cái chết, em nghĩ có thể đáng không? Đéo đáng một tí nào. Anh tin chắc là bố mẹ em nuôi em lớn đến như thế này, tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo để em... Bố mẹ em biết được là sẽ có một ngày bố mẹ em không còn sức lao động nữa. Và em sẽ là người dìu bố mẹ em đi hết cái cuộc đời này. Thế mà bây giờ khi mà em đến cái tuổi có sức lao động rồi, có học thức rồi, và bắt đầu đến cái tuổi đi kiếm tiền rồi, thì em lại vì một đứa con gái đéo đâu vào đâu để tự tử. Em nghĩ có hợp lý không? Em nghĩ có thể thương bố mẹ em không? Nếu câu trả lời của em là đéo ấy, thì thôi, anh lại bật nhạc khác đây. Cuộc sống này nó buồn cười lắm. Nhiều khi anh cứ nghĩ là nó sẽ lấy của mình cái gì đấy đi và nó bù đắp một cái gì khác lại, nhưng mà nó không đúng với tất cả mọi người. Và tất cả những cái biến cố trong cuộc đời này, dù nhỏ hay dù lớn rồi, cũng sẽ có ngày mình phải trải qua. Chả ai đi trên một cái con đường trải thảm từ đời đến cuối cả. Nếu có thì là vẻ bên ngoài thôi, cái câu chuyện sâu bên trong thì đéo ai biết. Cái chuyện lấy vợ sớm hay là lấy vợ muộn ấy, nó đéo quan trọng không ạ? Cái quan trọng là có lấy đúng người hay không. Sinh ra là đàn ông nó đã khổ lắm rồi, đừng chọn cho mình một tấm vợ sai các bạn. Bình tĩnh thôi, từ từ thôi. Hãy chọn cho mình một người phụ nữ chuẩn để đi theo mình đến hết cái cuộc đời này. Đừng chọn một người phụ nữ vũ phu, đừng chọn một người phụ nữ không chung thủy, đừng chọn một người phụ nữ hay cắm sừng lên đầu mình. Đừng lấy vợ về và cao thêm một gang nữa nè. Cứ từ từ thôi, vội làm cái gì, khổ lắm. Có bao giờ các bạn ngồi nghĩ tại sao trong ngày lễ tình nhân mình lại ngồi nhà một mình không? Có phải trong cuộc sống này bạn bỏ qua nhiều điều quá? Đôi khi có cơ hội đi qua mà các bạn không nắm lấy. Cảm ơn rồi nhé. Có những người thích bạn nhưng bạn lại đi thích người khác để vượt qua hạnh phúc của mình. Biết đâu đây, trong cái cuộc sống này các bạn nhút nhát quá, các bạn không dám tỏ tình, người ta lại đi yêu người khác. Mình biết đâu đấy, bạn nóng giận thôi hay là một phút gì đấy bạn đánh lất cái hạnh phúc của mình vì một câu nói hay chỉ vì một cái tin nhắn không ngờ như thế này. Đó đúng không? Đây là lý do tại sao các bạn ngồi đây xem được chim mình giờ này, ngày này. Em nói chuyện với bạn kia hơn 2 tháng rồi. Em muốn tỏ tình với bạn đó thì phải làm sao anh? Em đã yêu người ta thật lòng chưa hay là nó chỉ là một cái tình quảng thoáng qua mà thôi? Không biết là em trẻ hay là em già rồi, hay là em bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mà có những cái tình yêu người ta gọi là tình yêu bọ xít ấy, nó chỉ là thoáng qua hay là em ngộ nhận mà thôi. Còn khi mà em cảm thấy là yêu thật lòng rồi thì em nói thẳng vào mặt nó cái gì đâu, là tao thích mày, tao cảm thấy yêu mày, là tao không muốn, là tao chỉ muốn mày là đi của cá nhân tao thôi. Em nói thẳng như thế xem cá nhân nó làm sao thôi. Còn không thì nó lại một cái vấn đề khác. Nó không thích em thì em phí thời gian với nó làm gì. Cái cuộc sống này anh nói thật với em không biết được ngày mai em như thế nào đâu. Thật, ngày mai có thể chiến tranh, ngày mai động đất, ngày mai thế này thế kia, em chết mà không biết. Anh nói thật với em thế. Em tận dụng hết tất cả những gì em có đi.
đừng có để ngồi phí thời gian làm gì, lại ngồi lưỡng lự, em đừng có lưỡng lự bất cứ một cái vấn đề gì cả. Cái sự ước mơ cuộc sống như nó, nhưng mà các bạn ạ, nếu như các bạn sống trong cái cuộc sống này, các bạn đừng mơ ước mơ hay là so sánh thành một người khác. Tại vì mỗi người sinh ra đều có một cái số phận và một cái mảnh đời khác nhau rồi. Bạn được cái này thì bạn sẽ mất cái kia, và mất cái này thì bạn sẽ được cái kia. Cuộc sống nó là bù trừ mà các bạn. Đến tận bây giờ có ai nói là các bạn hài lòng với cuộc sống này không? Các bạn có hạnh phúc không? Hay là các bạn có cảm thấy vui vẻ với cuộc sống này không? Cũng đéo ai dám trả lời là có, và cũng đéo ai dám trả lời là không cả. Tại vì chính bản thân mình cũng đéo biết được là cuộc sống này nó sẽ... kiên trì thì có rất có dao động chút nào không em? Bọn con gái ấy, cá nhân mình thấy là đéo có cái chuyện mà cưa lâu nó sẽ đổ đâu. Mình nó trong đầu nó đã chỉ thằng nào là nó ăn thằng đấy con mẹ rồi, còn nó đéo thích bạn là nó đang lưỡng lự, nó đang đợi đi xem có thằng nào khác đẹp trai hơn không, giàu hơn không, có tương lai hơn không, chứ còn nó thích bạn thì nó chốt cho mẹ cho nhanh rồi. Cái thời đấy có phải thời như ngày xưa đâu, mình cặp đi tìm trâu, thời đấy thích là chúng nó đớp luôn à, nguy hiểm. Đã bảo rồi, chúng nó toàn lừa, chúng nó có bầu xong chúng bỏ mình đau khổ, mất cái trí đẹp trai cả. Anh ơi, em có nên nói chuyện lại với người yêu cũ không ạ? Ôi, nói chuyện lại làm cái gì? Trời đất ơi, mẹ hả mà thích ngày xưa. Sao đéo nói? Ngày xưa nói chưa đủ à? Thế sao lại chia tay? Chia tay xong tiếc gì? Vẫn nhớ gì? Ui dồi ôi, mẹ hả, chịu không? Người ta quên mình rồi thì thôi, đừng làm phiền cuộc sống người ta nữa. Ai khi mà kết thúc rồi, người ta có một cái cuộc sống mới rồi các bạn. Và biết đâu nên người ta cần mẹ mày một khoảng thời gian dài vãi đái để quên được em. Thì em đi làm tin lại, thành thằng dở hơi không? Đúng không? Nhưng mà biết đâu kiểu mẹ người ta mất đâu đấy khoảng 3 tháng để quên em đi. Mẹ mày được khoảng hơn 3 tháng quên con mẹ xong rồi. Ui, chúng ta thấy cuộc sống nó vui về đây. Tự nhiên là nhắn tin lại. Bố cái thằng dở hơi, cẩn thận nó chửi ở đây em ạ. Thôi, cái chuyện gì qua rồi thì cho qua mẹ đi em ạ. Quay lại với nhau làm đéo gì, quay lại xong rồi lại chia tay thế mà. Thật, em chưa thấy đứa đéo nào mẹ mà kiểu bỏ nhau được khoảng 1-2 năm quay lại yêu nhau, xong lấy nhau. Ừ. Chứ còn nếu như mà xác định quay lại xong rồi sau này lại chia tay thì có phải phí thời gian không? Đúng không? Thế quay lại làm đéo thì thôi. Mẹ, với cả là lanh quanh nó cũng chỉ là một người cũ, xong rồi là thói quen cũ, xong rồi là vẫn tính cách cũ, vẫn khuôn mặt cũ. Ngày xưa tại sao chia tay, có khi là yêu nhau lâu quá, đôi lúc thì chán quá thế là chia tay. Thế bây giờ đi tìm một cái màu sắc mới đi em, cho cuộc sống nó vui vẻ lên, cho nó thêm bài học mới. Em mới chia tay người yêu mà vào đúng mùa lạnh, buồn anh. Thực ra đôi khi các bạn đang bị kiểu quen với cả cảm giác của người yêu, hoặc là đang mong mỏi cảm giác có người yêu nhiều quá. Chứ có khối thằng đang có người yêu còn đang sống dở chết dở ở bên ngoài kia các bạn, còn đang chán phải cả lìn là đi chơi, đeo cho đi chơi, ngồi trên điện tử nó cũng đeo cho ngồi trên điện tử. Dở ương, đéo biết phải làm gì. Thỉnh thoảng về đéo biết lý do gì, mặt cứ sầm sầm xì xì vào, hỏi đéo trả lời, hỏi ăn gì đéo nói. Đấy, mấy thằng đấy mới gọi là khổ. Còn cái ông đang đéo có người yêu, thích bỏ mẹ đi. Một cuộc điện thoại thôi, alo cả đời, bạn ơi đi nhậu với tôi, là bạn bè đi, đéo cần phải xin phép ai cả. Cứ thế mà đi, vui bỏ mẹ đi, cứ ngồi kêu khổ. Đúng là trong chán ngoài thèm, chán đéo chịu được. Cảm ơn Tuấn Anh nhá.
chỉ cho em một số cách để có thể hâm nóng một mối quan hệ được không ạ? Em cảm giác dần dần nó đang nhạt dần. À, có nghĩa là em có người yêu và bây giờ cảm thấy là hai đứa cần phải hâm nóng lại, đúng không? Thì đầu tiên thì em đi lên, thực ra là em phải đi lên chỗ nào nó vắng vắng một tí, nếu không thì sẽ nhiều người để ý lắm. Chỗ nào mà nó kiểu nó riêng tư một tí đấy. Đi hai mình thôi nhá. Xong rồi em mang theo cho anh một cái nồi với cả là một ít củi đấy, hai vợ chồng kê mấy viên gạch lên, xong rồi đun nước ở đun lửa ở dưới, cho đầy nước vào nồi đi, hai vợ chồng lên ngồi với nhau đấy, vừa tắm vừa tâm sự, thế là hâm nóng tình cảm thôi, có đéo nữa. Chơi mấy cái trò vui vui, ví dụ như là bôi xà phòng đấy, Nguyên Đương té nước đấy, kiểu là búng nước nhau, thế là nó vui rồi. Chật vật nhá các bạn nhiều, nếu như mà thấy vui hơn nữa thì em có thể lấy điện thoại ra quay đấy. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cãi nhau thì lại lôi điện thoại ra xem đấy. Mình đã từng hạnh phúc như thế, mình đã từng luộc chung một nồi như thế, ấm áp như thế mà em. Đây là gọi hâm nóng lại tình cảm của em. Các bạn đồ gỗ Phạm Tùng nhá. Liệu sau này có yêu được đúng người không anh? Chứ em mất hết niềm tin vào tình yêu rồi. Không em ơi, buồn cười lắm. Trên thế giới này luôn có một người nó dành cho em, chẳng qua là em chưa tìm ra mà thôi, hoặc là sẽ tìm ra muộn mà thôi. Đó, những người mà đến, đi qua, xong rồi lại chia tay. Đấy là những người mà chỉ đi qua đời mình thôi đấy, chứ phải là vợ mình em ạ. Đâu đấy, nó đang hiện tại nó đang là người yêu thằng khác đấy, anh nghĩ là như thế. Nhưng mà rồi nó là do số mệnh cả rồi bạn. Là khi mà các bạn đẻ ra ấy, các bạn sẽ phải lấy người này đấy, hoặc là các bạn sẽ phải ly dị, các bạn hai lần đò đấy, các bạn sẽ phải thế này thế nọ đấy, là nó có số cả rồi các bạn. Đến tuổi là nó sẽ gặp, còn hiện tại thì chưa gặp mà thôi, hoặc là nó đang yêu thằng khác thôi. Đợi một thời gian nữa nó chia tay rồi, đến một ngày nào đấy, ngày lành tháng tốt là nó sẽ gặp em đấy, xong hai đứa sẽ nảy sinh tình cảm, xong các bác sĩ bảo cưới đấy, loanh quanh nó sẽ là như thế. Cảm ơn Nam Cường nhá, cảm ơn bạn nhiều. Anh Độ ơi, người yêu em bắt em bỏ game thì phải làm sao ạ? Thì hạn chế thôi, ông chơi ít thôi. Nói chứ có phải bây giờ ông đéo nào cắm mặt vào chơi game, nhưng mà có phải ông đéo nào chơi game ra tiền như bọn tôi đâu. Nói thật, như kiểu bọn tôi ấy được gia đình, hàng xóm, họ hàng hàng hốc ủng hộ. Tại vì sao? Tại vì bọn tôi coi nó là một cái nghề, bọn tôi được kiếm ra tiền vì cái nghề đấy. Chứ còn nhiều ông, ví dụ cả ngày đi làm đi, hoặc ông đéo đi làm đéo nó làm gì, chồng gái trên tử cả một ngày thì đéo nó làm gì. Có nhiều ông cả ngày đi làm, 7 giờ sáng các ông ra ngoài đường ăn mẹ trưa ở công ty với cả đồng nghiệp, xong rồi chồng gái lên ngủ trưa, xong rồi chiều ngồi làm việc khoảng 5 giờ 5 rưỡi, đường tắc vẻ đái 7 giờ về nhà. Ngồi ăn cơm xong rồi tắm rửa ỉa đái, mẹ vợ con cả ngày đéo gặp, đéo hỏi thăm nhau một câu. Bật cỏ máy lên ngồi chơi điện tử, chửi cho chết cho em mấy thằng bạn ở trên mạng. Hỏi sao bố mẹ không dỗi, hỏi sao vợ con không dỗi, đúng không? Bây giờ cả ngày mình phải khoa học một tí, tôi nha, một ngày mình đi làm về rồi, 8 giờ tối mình làm về rồi thì mình chơi khoảng 3 tiếng thôi. Đấy. 8 giờ chơi 11 giờ thôi xong đi ngủ. Nghe hết đêm nhở? Không được, mỗi ngày mình chỉ chơi khoảng 1 tiếng thôi các bạn. Xong rồi mình phải tâm sự với cả vợ con một tí, phải nói chuyện hỏi thăm bố mẹ một tí, nhất là trong bữa cơm. Thế cuộc sống bây giờ nó xô bồ, nó thật với cả công ấy. Bữa cơm tối quan trọng lắm. Ngồi ăn cơm với cả gia đình, gặp bố mẹ, gặp con cái, hỏi thăm nhau dăm ba câu chuyện, hoặc là đéo có gì nói thì cả nhà bật thời sự lên nghe. Thế thôi, thế là nó cũng vui rồi, đéo cần phải cầu kỳ. Yêu nhau lâu quá sẽ thấy chán nhau ạ. Cái đấy là một việc bình thường trong cuộc sống các bạn ạ. Nó hơi bị khó giải thích, nhưng mà dù người yêu của bạn hay là vợ bạn ấy, nó có xinh đến đâu, có cao đến đâu, có đẹp như người mẫu ấy, thì rồi một cái thời gian nào đấy các bạn yêu nhau hay là các bạn ở với nhau, rồi các bạn sẽ cảm thấy có một cái cảm giác kiểu nó không được mới, nó cứ nhàm chán ấy. Nó là mấy cái chuỗi ngày ở với nhau lặp đi lặp lại mà. Nhưng mà nó là chuyện bình thường đấy các bạn, sau này các bạn phải chấp nhận chứ làm sao đâu. Người yêu em đang yêu xa, dạo này người yêu em
có chơi game với một chị hơn tuổi. Hai người đó thường xuyên nhắn tin dùng icon dễ thương và thả tim vào mồm nhau. Có lúc người yêu em còn nói là nhớ chị kia, đòi gọi chị kia là em. Thế có phải là em mọc sừng rồi không hả anh? Chưa, câu chuyện nó chưa nghiêm trọng đến mức đấy đâu em ạ. Nhưng mà nó đang có dấu hiệu sừng nó nhu nhú rồi đấy. Sừng của em là bắt đầu là sờ là thấy nó lồi lồi lên rồi đấy em ạ. Đéo được, thế là đéo được. Quan điểm của anh rõ ràng nhá, game khủng cái thứ là không cầm. Chơi game là được, nhưng mà đừng để mọi chuyện đi quá xa. Anh có dấu hiệu gọi là bất ổn rồi em. Để ý kỹ vào em nhá, cảm ơn Titi nhá. Tốt nhất là anh nghĩ là bây giờ ấy, cả phụ nữ hay là cả đàn ông ấy, mình nên tạo cho mình cái bản tính tự lập, bản tính bất cần. Mặc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mặc dù mình là người lép vế hơn trong vấn đề tài chính, trong vấn đề tình cảm, trong vấn đề gia cảnh gia đình hay là tất cứ vấn đề gì đấy, nhưng mà mình luôn phải tỏ ra là một người bất cần. Có thì có, đéo có thì thôi. Mày thích chơi game thì mày cứ chơi đi, bà mày đéo quan tâm, rồi đến đâu thì đến. Càng ngày mình càng lạnh nhạt đi, càng ngày mình càng lạnh lùng đi các bạn. Rồi để mình xem, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là người ta bắt đầu thì sợ mình, là người ta yêu mình các bạn. Hai là người ta vẫn cứ chơi game, người ta vẫn cứ cày danh. Thế là mình ăn lìm rồi em, thế là ăn kiếp đấy. Thế là tốt nhất là mình nên bỏ mẹ người ta luôn đi cho nhanh. Ôi, cái cách sống của tôi từ ngày xưa đến giờ tôi toàn thế các bạn. Tôi bất cần. Tháng này tôi sẽ nghỉ khoảng gần một tuần, chắc khoảng 5 ngày. Okay. Nhưng các bạn biết đấy, tháng 7 năm ngoái là bà nội tôi mất. Bà nội tôi trong cái ký ức của tôi là một cái gì đấy nó to lắm. Tại vì tôi lớn hơn với bà mà. Tháng 7 năm vừa rồi thì bà tôi mất. Tôi còn nhớ cái hôm mà tôi về, tôi lại phải dùng lại cái từ bất lực. Khi mà người già người ta đến một cái tuổi nào đấy mà phải đi rồi ấy, sức khỏe người ta xuống nhanh lắm. Bà tôi trong một năm từ một người khỏe mạnh bình thường xuống sức nhanh kinh khủng luôn. Bác sĩ bảo là cái này là vấn đề thời gian, vấn đề bình thường. Tại vì khi mà con người ta đến một cái tuổi nào đấy mà tất cả các cơ quan nội tạng người ta hoạt động trong mấy chục năm, có người cả trăm năm, thì đến một thời gian nào đấy nó cũng hỏng mà thôi. Bà tôi là hỏng hết cả gan, cả thận, cả dạ dày, tuổi già mà. Và khi tôi phi từ Hà Nội về, mẹ tôi gọi điện cho tôi bảo là bà không ổn rồi, các con phải về đi. Là cả nhà tôi sắp xếp đồ, là cả thằng Tùng nó bế hết, đóng cửa khóa cửa và đi xe về nhà. Okay. Khi mà tôi về đến nhà, tôi là ở Cao Bằng, tôi đi xe mất khoảng 8 tiếng, tôi về đến nhà và tôi phi thẳng vào trong bệnh viện, tại vì bà tôi đang ở trong đấy. Cái cảm giác khi mà bạn nhìn cái người thân của bạn, người quan trọng trong cuộc sống của bạn, một người đã gắn bó với bạn suốt cái cuộc đời này, nằm ở trên cái giường bệnh và thở bằng oxy. Bất lực là cái từ duy nhất mà bạn có thể nghĩ được trong đầu. Bạn chả thể làm được gì, đấy là số phận cuộc sống của mỗi người mà. Rồi sẽ đến lúc người ta chút hơi thở cuối cùng rồi. Tôi nhìn thấy tôi cũng biết là tôi cũng chả làm được gì. Bà tôi mở mắt ra và tôi nhìn, tôi nhìn vợ tôi, nhìn em tôi, nhìn thằng Tùng, nói một câu tôi là về rồi ạ. Vâng, trở về rồi. Tháng sau bà tôi đi. Nhanh lắm, loay quanh một năm rồi. Cuối tháng này thì đầy một năm bà tôi đi, nên là tôi sẽ nghỉ khoảng một tuần rồi tôi về quê. Các bạn hỏi vì làm vlog không, chắc là có. Tôi định làm cái vlog là với tôi, về cái gia đình tôi, về chỉ còn lại mỗi mẹ tôi là người mà tôi quan tâm nhiều nhất. Vợ tôi hay con tôi, tại vì đấy là còn trẻ, thì mẹ tôi bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Tôi nói với mẹ tôi là 19 này tôi sẽ về, nhưng mà chắc là tôi sẽ về từ ngày 18, và tôi sẽ làm thử một cái vlog xem là nếu như là tôi về thử bất ngờ sớm một ngày, không cho mẹ tôi biết, thì mẹ tôi sẽ như thế nào. Chả biết được. Nếu hay thì tôi sẽ dựng làm clip, còn nếu không thì thôi. Nên là các bạn ạ, nếu như mà các bạn còn bố, còn mẹ, các bạn còn ông, còn bà, nuôi các bạn lớn, những người mà gắn bó với tuổi thơ của các bạn, bây giờ lớn rồi cuộc sống nó thay đổi nhiều, xô bồ nhiều, có thể các bạn quên hết những cái gì của ngày xưa, hoặc là các bạn chẳng còn thời gian để các bạn ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa nữa. Nhưng mà cảm giác khi mất những người thân, cái cảm
giác bất lực khi mà các bạn nhìn người ta chút thời điểm cuối cùng ấy. Là cảm giác phải nói là hãm lồn á. Và rồi sau là có một ngày nào đấy sẽ các bạn sẽ phải trải qua. Và các bạn sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho những cái việc đấy. Nếu như bây giờ còn thời gian ở bên người thân thì các bạn nên dành chút ít thời gian của các bạn thôi, dành chút sự quan tâm của các bạn thôi. Người lớn hay là người già, người ta đôi khi chỉ cần một cuộc điện thoại hay là một câu hỏi thăm thôi, người ta đã thấy vui lắm rồi. Cảm ơn Hùng nhá, cảm ơn Quang nhá. Nhưng nãy giờ tôi bỏ qua hơi bị nhiều donate đúng không? Cảm ơn các bạn nhá, cảm ơn các bạn nãy giờ donate nhá. Có một thời gian vợ chồng tôi khó khăn vãi lồn. Đeo có một cái cách nào có thể kiếm ra được tiền ấy. Các bạn hiểu cảm giác bất lực vãi lồn ra. Khi đấy là tôi mới nghỉ làm trader. Vợ tôi lúc ấy đang mang bầu thằng Tùng. Đợt đấy cũng gần Tết đến rồi. Cảm ơn Bình nha. Lúc đấy vợ chồng tôi còn cái xe là cái tài sản duy nhất mà vợ chồng tôi còn có giá trị. Khoảng nửa năm trời tôi đéo thể kiếm ra được tiền. Kiếm có tháng kiếm được ít, nhưng mà cái số tiền bỏ ra để kinh doanh nó đéo hồi lại được là nó bị lỗ vãi lồn ấy. Tiền nó cứ hết dần, tất cả những cái số tiền mà tôi kiếm được từ trước đến nay nó cứ vơi dần và đến khi nó đéo còn một đồng nào nữa. Lúc đấy là gần Tết rồi, vợ tôi đang mang bầu thì tôi bảo là thôi. Anh cũng chả muốn đi xe khách đâu, tại vì đi xe khách thì đi bại mà thề đi xe khách về quê tôi thì nó nhồi nhét, Tết nó nhồi nhiều vãi lồn. Công an, giao thông các thứ làm ngơ con mẹ luôn. Một cái xe khách khoảng 40 người thì nó nhồi đâu đấy khoảng 60 đến 80 người các bạn. Thở đéo thở được thì đi làm cái đéo gì. Và thế thôi, cố đi. Bây giờ cái đợt cưới còn ít vàng, mang chọn mấy cái nào xấu xấu đi, bán đi khoảng một nửa để lấy một ít tiền về ăn Tết đã. Sau đấy là qua Tết bán xe đi, rồi là cái gì bán đi rồi mua lại được thì mua, không mua lại được thì thôi. Thế là đợt đấy bán vàng đi được đâu đấy khoảng 20 mấy triệu. Vợ chồng tôi về ăn Tết. Sau đợt đấy ăn Tết xong là xuống Hà Nội đi mẹ mày việc đầu tiên. Đúng ra là bình thường khoảng mùng 8 đến mùng 10 vợ chồng tôi mới từ trên Cao Bằng xuống Hà Nội cơ. Nhưng mà từ đợt Tết là tôi đã đang bán xe rồi thì có người mua. Thì hôm đấy tôi xuống sớm, nhưng tôi nhớ là mùng 5 hay là mùng 6 tôi đã bắt đầu tôi xuống Hà Nội luôn rồi. Tại vì ông hẹn xem xe. Vừa xuống Hà Nội cái đến ngày hôm sau là tôi hẹn ông ấy luôn ở Trần Duy Hưng. Tôi phi xe ra là ông ấy xem xe các kiểu. Ông ấy bảo là anh làm ở ngân hàng, anh không biết xem nhiều đâu, nhưng mà đây anh cứ xem qua. Ông cứ xem qua xong bảo là thôi, nói chung là anh lấy thì có bớt lại tí lộc nào không. Thì tôi bảo là đấy, mấy cái xe như này anh em mình buôn bán thì chỉ bớt chắc là 5-10 triệu gọi là ra lộc cho nhau đỡ rồi. Ông ấy ok. Thế là ông ấy chở tôi ra ngân hàng cho ông ấy làm luôn VIP gì đấy ở chỗ hồ đéo gì, hồ Hà Lè à, hồ đéo gì mà đoạn Lê Duẩn cắm xuống mà đội gần rạp xiếc nhỉ, phải hồ Hà Lè nhỉ, lâu tôi qua đoạn đấy tôi không nhớ lắm, cảm ơn Tưởng nhá. Qua đấy thì vào ngân hàng, sau đấy ông lập cho tôi một cái tài khoản, đưa tôi một cái thẻ đăng ký cho tôi internet banking. Sau đấy là tiền nổ trong tài khoản. Thế là ông ấy cho tôi một cái túi ni lông, tôi cầm cái túi ni lông rồi tôi mở cửa xe, tôi lấy hết tất cả những cái gì đồ đạc trong xe của tôi, những cái giấy tờ trong cốp, rồi là chăn gối các thứ tôi để xe, mấy cái đồ linh tinh để vợ tôi bầu mà. Tôi xách cái túi đấy, tôi nhìn con xe tôi lần cuối và cầm theo một cái thẻ ATM tôi đi về, bắt taxi đi về. Thì lại phải lúc về cảm giác trống vắng vãi lồn, nhưng mà thực sự các bạn là đéo có một cái cách nào đấy để kiếm ra được cái tiền cái thời điểm đấy cả. Tôi đã thử làm rất nhiều thứ rồi, nhưng mà đi phải đợt đấy vận tôi nó bị làm sao ấy. Thế là về nhà đợt đấy còn nợ ngân hàng với thứ linh tinh, giả nợ ngân hàng. Đợt đấy tôi nhớ là tôi bán cái xe được 610 triệu hay sao, nếu tôi không nhớ không nhầm. Tôi bán, tôi giả nợ ngân hàng hết 150 triệu. Sau đấy là tôi giả nợ linh ta linh tinh, mấy thứ lật vào lật vặt. Thì đợt đấy vợ chồng tôi còn giữ lại đâu đấy được khoảng hơn 200 triệu. Và sau khoảng 3 tháng nữa vẫn đéo kiếm được tiền. Đi con mẹ mày đéo hiểu số đợt đấy làm sao, làm cái đéo gì cũng hỏng, đầu tư cái đéo gì cũng chết. Đến khi tôi nhớ đợt đấy tài khoản vợ chồng tôi còn đâu đấy hơn 100 triệu thì phải. Thì bắt đầu làm streamer, đợt đấy làm không tưởng là làm youtuber, tại đợt đấy tôi ở nhà mà tôi cũng đéo biết làm gì. Thì bắt đầu cũng lên mạng kiếm đủ cách xem là nếu như mà đéo đi làm thì kiếm tiền online hay là như nào, có làm được không, đéo làm được. Xong rồi bắt đầu làm YouTube thì đợt đấy thực sự là nó cũng áp lực.
Và cái niềm vui duy nhất của tôi đấy là chơi điện tử. Và lúc nào tôi rảnh rảnh thì tôi lại ngồi edit video các thứ. Cảm ơn HG nha. Thì qua một thời gian lên post mấy clip lên trên cộng đồng CSGO ấy, thì lúc đấy mọi người cũng ủng hộ. Và cái kiểu làm CSGO đấy tôi học hỏi rất nhiều từ từ Soviet Gamer. Nếu như bạn nào mà xem YouTube ở nước ngoài thì các bạn biết cái kênh đấy, Soviet Gamer. Với cả là đợt đấy, trước đấy thì ở Việt Nam có thằng Quạ HD mà ngày xưa sau này cũng là editor cho tôi, thằng ấy nó làm trước. Thì tôi lấy làm hay hay, tôi xem tôi thấy được, nhưng mà tôi xem xong tôi nghĩ là mình có thể bê kiểu này về Việt Nam và thực sự là mình có thể làm hay hơn, thì là tôi cứ làm thử. Rồi kênh đợt đấy là dần dần cũng có người biết, lên được 2.000 sub, xong rồi đến 5.000 sub. Rồi anh em xem clip nhiều thì bảo là stream đi, thì một tuần stream 1-2 buổi. Từ đầu là cứ cuối tuần thứ 7 là tôi stream, xong rồi dần dần là nhiều hơn, là đến thứ 3, thứ 5, thứ 7, một tuần stream 3 buổi. Xong rồi sau cũng thấy lượng người xem nó lên lên dần, thế là thôi stream full cả tuần. Cảm ơn Thái Tú nhá. Nhưng mà thời gian đấy đéo biết tiền donate là gì đâu. Đợt đấy đúng kiểu là làm cho vui, đúng là cứ đâm theo đi mẹ mày cái sở thích của mình. Xong được một thời gian thì bắt đầu có mấy cái cổng donate. Nhất là cái cổng donate của Virus lập ra ở bên ủng hộ tôi mà đến bây giờ tôi vẫn đang dùng này. Sau cái đợt đấy thì nói chung là đợt đấy là bắt đầu là có lộc, là bắt đầu mới gặp gỡ nhiều bạn bè, bắt đầu gặp mấy thằng như thằng Seme, thằng Pew, gặp Virus. Xong rồi là cũng may mắn là cũng có nhiều người giúp, có nhiều người donate tôi. Ví dụ như là cái đợt bún ngan chẳng hạn, donate tôi cái đợt đấy là một trong những cái đợt mà đẩy hình ảnh tôi lên nhiều vãi lồn và tự nhiên nhiều người biết đấy chứ. Tự nhiên mấy cái clip mà một tối được donate 80 triệu xong rồi lên báo lên biết kiểu, xong nhiều người biết hơn, xong bắt đầu nhiều người ủng hộ hơn. Xong rồi may mắn là được cộng tác với cả bên Creatory, luôn thằng Pew vẫn làm ở Creatory. Xong rồi làm mấy cái giải The Last Pew Noise các thứ, xong view nó cứ lên dần. Xong rồi bắt đầu cuộc sống nó ổn định từ lúc đéo nào đéo biết. Xong rồi bây giờ nó thành như thế này. Xong rồi bây giờ nhìn lại thấy địt mẹ mày 3 năm trời rồi, vãi cả lồn, nhanh vãi lồn. Tôi nhìn lại mấy cái stream của tôi cách đây khoảng mấy năm, tôi nhìn tôi trẻ vãi lồn. Cũng một phần là do webcam cơ. Cái webcam ngày xưa thì công nhận là nó trẻ thật đấy đấy. Tôi có thể để nguyên cái webcam ngày xưa cho các bạn xem. À mà thôi, phải tôi lười chỉnh lắm. Thì các bạn sẽ thấy tại webcam một phần nữa, bây giờ đổi cái cam này nó bị nét quá nên là nó nhìn rõ kiểu mấy cái nếp nhăn của tôi ấy. Với cả là trông cái làn da tôi nó bị đen đi, nhưng mà cái cam này thực sự là nó trắng lại lồn này. Cảm ơn bạn mới donate nhá. Lên quanh nó cứ thành như thế này thôi. Tự nhiên cái công việc của mình nó tự đến và nó tự định hình cái cuộc sống của mình từ lúc đéo nào tôi cũng đéo biết nữa. Nhưng mà tôi cũng đã từng trải qua một cái thời nó khó khăn vãi lồn mà địt mẹ mà đéo hiểu sao tại sao tôi lại đi kể câu chuyện này nhỉ? Có ông nào lại donate hay ông nào hỏi câu đéo nào mà địt mẹ mà chuyện nọ đá chuyện kia, dâu nọ cắm cằm vào kia mà tự nhiên tôi lại kể ra một cái câu chuyện nó xa vãi cả lồn đéo hiểu. Tháng lương anh bao nhiêu á? Tháng lương bạn hỏi tháng lương này hay là tháng lương bây giờ hay là tháng lương của ngày xưa? Ngày xưa tôi đi làm văn phòng, tháng lương tôi được 5 triệu rưỡi. Trợ cấp ăn trưa, ăn trước kiểu được đâu 600 hay 800 tôi không nhớ lắm. Nhưng mà tháng lương tôi được khoảng hơn 6 triệu. Ngày xưa sếp tôi sinh năm 87, tôi 89, hai anh em chơi cũng hợp nhau, cũng hay chơi với nhau. Từ cái chuyện chơi game này, thì bạn ngày xưa tôi lừa sếp tôi chơi CSGO. Bảo sếp đầu tư hai cái nick đấy, thì bạn sếp làm phát một cái nick cho sếp, một cái nick cho bạn. Xong rồi chơi được 2 ngày tôi vào bắn nhau vêu hết mồm. Thế là thôi bảo ta đéo chơi game mày nữa, thế để cho em xin 2 nick nhá. Xong rồi đợt tôi gạ sếp tôi chơi máy ảnh, sếp cũng đầu tư combo Nikon đâu đấy rơi khoảng 100 triệu. Thế là may quá, thì mình được tiếp cận với cả công nghệ hiện đại. Cứ tuần mượn sếp khoảng 5 buổi máy đi chơi chụp gái thôi. Anh em cũng được cái sếp tôi thoải mái, cả anh em gần tuổi nhau nên là cũng quý. Thỉnh thoảng cũng tháng lương bonus thêm cái kiểu, nói chung là tính tôi đi đâu cũng được, may quá có người ủng hộ. Bác Hằng mới mở thêm lẩu nướng, hôm nào qua ăn thử nhỉ? Nhỉ, cảm ơn nhá. Thế à? Hôm nào qua dẫn cả team qua ăn, nghe hợp lý vậy. Không, ngày xưa sếp tôi cũng ham vui lắm, nên là thì phải có trò gì mới tôi cứ gài sếp tôi hết. Sao tôi được chơi ké, không hiểu không? Vui vậy luôn. Thế dạo này sếp anh đâu rồi á? Cái đợt mà anh sếp anh, thực ra là sếp của phòng anh thì sinh năm 87, còn sếp của cả công ty thì sinh năm 83, là hai anh em ruột. Anh chơi với cả hai anh em, nói chung là vui. Sếp gần gũi, công ty ngày xưa anh làm vui lắm. Đến bây giờ thì cái đợt mà anh nghỉ công ty thì lúc ấy sếp anh còn chưa lấy vợ. Xong rồi bây giờ hình như thấy bảo là lấy vợ có con rồi. Anh lâu lắm rồi không gặp. Tại vì thường thường gặp khi mà
đã làm ở công ty với nhau rồi mà đã là sếp với cả nhân viên ấy, đến khi mà out công ty rồi nó có một cái gì đấy nó khoảng cách lắm, nó không được như ngày xưa đâu. Còn cá nhân tôi với cả nhân viên của công ty cũ thì mọi người vẫn gặp nhau, chơi nhau bình thường. Cảm ơn Hiệp nhá. Tức là nó có một cái gì nó hơi bị khó nói, kiểu kiểu như thế. Công ty gì á? Công ty làm về du lịch, làm bên ta linh tinh. Cái tính của tôi thì hợp chơi với cả 87 với cả 86 lắm. Mà cái mẹ mà tính tôi thì xóa vãi lồn, ai tôi chẳng chơi được, đéo gì. Cảm ơn Thanh Tú nhá. Ơ, lâu lắm rồi mới thấy em nhở? Giờ này còn bán giải không em? Hay là phiêu bạt nơi nào rồi? Cảm ơn Thanh Tú nhá, cảm ơn em. Lương bây giờ bao nhiêu á? Lương bây giờ thì khá hơn ngày xưa tí. Có tháng cao điểm thì được 9 triệu, tháng được 10 triệu. Còn trung bình được đâu đấy khoảng 7 triệu, 7 triệu rưỡi. Cảm ơn Giò Tiến Đạt nhá. À đây, lại nói cái vụ áo. Thì lại cái trang web nó bị quá tải quá, không thông cảm. Cái lịch đặt của chúng ta đến hết ngày 13 cơ, nghĩa là hết chủ nhật tuần này cơ, nên các bạn cứ đặt từ từ thôi. Nếu như các bạn không vào được, các bạn sinh viên nhá. Anh xem clip cướp tiệm vàng được xem rồi. Địt các bạn đã đi ở vừa xem xong. Súng giả đấy, địt mẹ súng giả ấy, xong ra nó bắn bom cho cái. Địt các bạn sẽ buồn cười luôn. Đang nói chuyện đéo gì nhá. Cái đợt ngày xưa tôi làm mà mấy cái đợt mà được donate to to ấy thì cũng nhiều người chửi. Lần đấy là những cái lần mà đầu tiên tôi mới bắt đầu làm, xong tôi đọc được những cái comment tiêu cực buồn vãi lồn ra. Cảm ơn Coca nhá, cảm ơn em. Nhưng mà bây giờ quen con mẹ rồi. Bây giờ chỉ buồn với những cái email mà kiểu như là nó cay nghiệt quá thôi, thì mình đọc mình cảm thấy sốc vãi lồn, mà tại sao người ta có thể gửi những cái mail thế thôi. Còn những cái comment hay là những cái nội dung kiểu chửi mình là địt mẹ mày thằng lồn này, ngày xưa phải bú phêm thằng này thằng kia để địt mẹ mày nổi này, xong rồi thằng lồn này bây giờ già rồi hết thời rồi, xong rồi thế này thế nọ. Là những cái comment mà tôi đọc hàng ngày. Thực ra tôi là một thằng tôi để ý rất là nhiều chứ. Cảm ơn Ngọc Anh, cảm ơn Goti nhá. Ví dụ nha, những cái bài post ở trên Facebook của tôi, hay là những cái bài post trong group bộ tổng PC Gaming, hay là những cái bài post trên fanpage của tôi, hầu như comment là tôi hay đọc vãi lồn. Nhưng mà tôi lại không trả lời lại bao giờ. Tại vì cảm ơn điện lực nhá. Tại vì nó cũng khó lắm. Nếu như mà trả lời một người mà không trả lời người kia thì tự nhiên nó thành dở hơi. Thế là sau tôi quyết định là thôi, tốt nhất là mình không trả lời nữa. Nói chung là mình đọc được, thế là được rồi. Mong mọi người cũng hiểu. À, cảm ơn Tài Con nhá. Đi bão này có ao làng nhỉ. Đợi tí. Nói thế, nhiều lúc nói là đọc quen rồi, nhưng mà có những cái email hay là có những cái comment kiểu như là nó động đến tôi thì không sao, nhưng mà nó động đến gia đình hay là động đến vợ con ấy, là những thứ mà nó sẽ thay đổi cảm xúc của mình rất là nhanh và cảm thấy nó rất là khó chịu. Cảm ơn cô Từng nhá, cảm ơn em. Lâu quá không chơi GTA á. Thực ra cái GTA bây giờ nó cũng hết nội dung, con mẹ rồi, vào nó cũng đéo để làm gì. Tại vì cái bản chất của người Việt Nam mình khi mà chơi cái GTA ấy là mọi người chỉ thích đi cướp thôi, người xem cũng như thế. Đi mày vào chơi đúng cái role của mình nhá, là đi bắt cá để kiếm tiền. Cái bản chất của nó sẽ là một cái cuộc sống thực, và các bạn sẽ phải kiếm một cái nghề nào đấy nó lương thiện để các bạn kiếm tiền. Và các bạn đi mua nhà, đi mua xe, hay là làm cái lồn gì đấy, mua đồ ăn vặt hay là linh tinh gì đấy. Còn các ông Việt Nam đi mẹ vào cái anh ơi, anh đi cướp đi, anh mà không đi cướp là em đéo xem kênh anh ở đâu. Ôi, địt mẹ mày, thế thì nó đéo phải là role play nữa các bạn. Đéo đi cướp cũng chửi, địt mẹ đi cướp ngu cũng chửi, làm cảnh sát ngu cũng chửi, làm một thằng lương thiện kênh nhạc bố mẹ ăn sắp, bố mẹ đi xem kênh khác. Ui, thế thì thôi, dí buổi trời nữa cho nó nhanh, cú vãi lồn. Cảm ơn Kiven nhá, cảm ơn bạn. Hôm trước chị nhân kênh, địt mẹ mày tự nhiên bật cái giới hạn độ tuổi lên cũng hay. Thỉnh thoảng bật giới hạn độ tuổi lên, cảm giác cái kênh nó có địt mẹ đỡ trẻ trâu hơn, có trách nhiệm hơn. Thì lại chả đúng, các ông nhìn xem lại chả dỗi vãi lồn ra. Địt mẹ mà làm cảnh sát thì chúng nó đá chim. Địt mẹ cái server 30 mấy người. Địt mẹ ui, bình thường làm cướp gặp cảnh sát đông vãi lồn. Đi khi làm cảnh sát đi vòng thành phố đéo gặp thằng lồn nào cả. Ui, cú vãi lồn, cả ngày chỉ có lang thang nhìn dân cư đi lại với cả kéo còi cho vui xong lại tắt còi đi. Cảm ơn Hoàng Lâm nha. Chơi cay vãi lồn. Đến lúc sang cướp thì thôi, địt con mẹ mày. Cướp ngu cũng bị chửi, cướp được tiền bị chửi. Địt mẹ mày đi đánh cá bị chửi. Kiếm đi địt mẹ mày đéo biết làm gì rồi, bắt đầu đi
lạy ông đi qua lạy bà đi lại thành một thằng ăn mày để đi mẹ kiếm tiền mua nhà mua xe cũng bị chửi. Thôi đèo chơi nữa, sợ phải đâu. Cảm ơn Toàn nhá. Có phải chuyện gì mọi thứ nó sẽ qua? Đúng em. Có câu đơn giản lắm, đấy là hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó. Tại vì khi mà em đang ngồi nghĩ về mấy cái chuyện buồn hay là chuyện vui hay là em đang gặm nhấm những cái kỷ niệm ấy, thì thời gian nó vẫn trôi. Rồi dần dần thời gian nó sẽ làm tất cả mọi thứ. Em sẽ quên đi nỗi đau, em sẽ quên đi niềm vui, em sẽ quên mặt một số người, em sẽ quên một số mối quan hệ. Xong rồi em sẽ tiếp tục sống. Thế thôi. Thế là cứ từ từ em nhá, đừng vội vàng quá làm gì, đừng oan oại quá làm gì. Là thằng đàn ông nhá, bước ra ngoài xã hội ấy, người có lấm lem như thế nào, bàn tay có bẩn như thế nào ấy, quan trọng là phải kiếm được đồng tiền sạch các ông ạ, để không hổ thẹn với cả bản thân. Đã kiếm được tiền sạch rồi, cái suy nghĩ của con người, cái phẩm chất của con người nó sẽ khác và sẽ chơi được với những con người khác. Nếu như bạn mà suốt ngày cứ sống lươn la lươn lẹo thì bạn chỉ chơi được mấy thằng lươn lẹo thôi. Tại vì những cái thằng mày tính nó thẳng, cái tính nó thật ấy, nó nhìn phát là mày biết ngay thằng lươn lẹo bao lần bố mày đéo thích chơi với mày, thế cho nó nhanh. Thế dần dần xung quanh bạn bè của bạn toàn những cái thằng cứ lìu tìu như các bạn, đúng không? Nhưng mà nếu như mà các bạn trở thành một con người tốt, các bạn cầu tiền ấy, thì sau này bạn bè các bạn cũng thế. Như tôi bây giờ lớn rồi biết chọn bạn mà chơi mà, mình chỉ chơi với những thằng nào mà chơi đẹp thôi, chứ mình đi chơi với những thằng sống bẩn làm gì. Những thằng đấy là những thằng sẽ bị đào thải vào cái xã hội này và tự chơi với nhau. Còn nếu như mà mình đã chơi với những thằng mà kiểu nó chất chơi người rơi ấy, nó sống đẹp ấy, sau này mình giúp nó giúp mình, đấy là cái chuyện cộng sinh ở trong xã hội, nó là chuyện bình thường, đúng không? Ê, sống chuẩn mà các bạn ạ. Bởi vì vấn đề với yêu xa anh nhận ra là thật sự luôn, em mà ngồi đấy mà nói chuyện với nhau mà thường xuyên á, từ từ mà nó sẽ hết chuyện để nói. Đó là cái vấn đề yêu xa. Thời gian đầu tiên ấy, người ta sẽ cảm thấy rất là hứng thú. Tại vì khi mà người ta đã chấp nhận yêu xa ấy, là người ta phải có lý do. Mà cô đơn sẽ là cái lý do lớn nhất mà anh từng thấy. Ví dụ như em chẳng hạn, em là một người ở nước ngoài, xong em sẽ tìm được một người Việt Nam kiểu như để chia sẻ với nhau, xong để nó. Nhưng mà một thời gian sau cái yêu xa nó dễ bị nhàm chán á. Chưa đúng kể rồi. Yêu xa xong em lại muốn khám phá những cảm giác kiểu như là có người yêu ở bên cạnh, xong rồi đi chơi, xong đi ăn uống với nhau, và dần dần cái chuyện yêu xa nó sẽ bị nhạt dần đi, xong rồi mỗi người sẽ tìm được cho mình một nửa khác. Anh còn chưa nói đến cái vấn đề còn bị lệch giờ nhau nữa cơ. Chứ không phải là kiểu lúc nào em rảnh là em muốn một cái là người ta cũng có thể gọi điện cho em, xong có thể ngồi tâm sự với em lúc em buồn đâu. Khó lắm. Ừ, ngày xưa anh có một thằng bạn, nó yêu một cô bé ở bên Nga, xong cũng bị nhiều vấn đề lắm. Lúc đầu thì cũng vui, xong rồi cũng ngồi hay ngồi kể. Một người mà kiểu như hay thích ngồi kể, chứng tỏ là người ta đang cực kỳ hứng thú với cái câu chuyện đấy. Đúng. Nhất là cái câu chuyện mà ví dụ đang yêu nhau ở xa, suốt ngày ngồi kể, uầy, vừa gọi điện như này, xong hơi lệch giờ một tí nhưng mà vui. Nhưng mà dần dần anh nhận thấy kiểu câu chuyện nó không còn hứng thú nữa, nó không còn kể với anh nhiều nữa, là anh biết là bắt đầu nó cảm giác bị uầy rồi, bị chán rồi. Tất nhiên là yêu xa nó có cái hay, đấy là khi mà được về nhà gặp nhau ấy, các em sẽ thấy cái thời gian đấy nó quý vãi đái luôn, thích vãi chưởng luôn. Nhưng mà dần dần nó sẽ bị chán à. Mà đối với mình thời gian yêu xa thôi, gần như 100 lần chỉ khoảng 95 lần thất bại. Nó thật luôn là vậy. Nó cứ bị nó có nhiều vấn đề quá, và kiểu là mình càng ở nhau càng xa càng nhận ra nhiều thứ. Và đến rất là với một người phụ nữ nữa, nếu mà người ta thích nói chuyện nhiều với nhau á, để mà kiểu là nó trở thành như là một cái lịch luôn rồi á, là phải đúng giờ này đến giờ này á, kiểu đấy á, thì lại hết chuyện. Mà lúc mà hết chuyện cái cảm giác như là mình ngồi trên cái điện thoại mà không biết không còn gì để nói, mà bắt đầu hỏi lạc nhạc á, lúc đấy bắt đầu mới thấy chán á. Đúng rồi, với cả rút ra sớm là tốt, khi mà mọi thứ nó kiểu chưa sâu quá, nó chưa bị kiểu như nặng quá mà tình cảm thì mình sẽ đỡ buồn hơn. Nhưng mà thôi cũng sao cả, với anh ấy thì tất nhiên là chia tay lần nào cũng buồn rồi, ít hay nhiều thì chắc chắn là cũng sẽ có cảm xúc, nhưng mà chia tay sớm được thì tốt. Với một cái trường hợp yêu xa như em, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chia tay không phải là xấu. Chia tay là khi mà mình biết được cái điểm dừng của mình ở đâu, và mình bắt đầu đi tìm hiểu một quan hệ mới. Và cái quan trọng là sau những cái mối tình mà mình đã trải qua rồi, mình sẽ rút ra những cái kinh nghiệm gì, và mình sẽ thay đổi cái bản thân mình ra sao. Với cả một người con gái như em còn trẻ, đến 16 tuổi nữa, nên là anh nghĩ nó còn có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhiều người khác nữa. Cứ trải nghiệm đi em, không có gì phải ngại cả. Anh nghĩ sao về việc người yêu cũ chia tay 2 ngày có người yêu mới? Anh thấy bình thường. Em đừng trách người yêu của em. Em hãy xem lại bản thân của em đi. Có bao giờ em ngồi nghĩ lại xem đi, trong cái cuộc tình này em có cái gì làm sai không? Em đã thực sự quan tâm người yêu chưa? Em đã hiểu được người yêu của em chưa? Em đã biết nó cần cái gì chưa? Rồi đến một ngày nào đấy, thực ra bọn gái đôi khi nó cảm thấy nhạt, nó cảm thấy chán, nó cảm thấy oải, nó đéo nói ra đâu. Nó phải tự, bọn gái nó thích là mình phải tự hiểu nó cơ. Đéo thì thôi, bố mẹ cũng đéo nói làm gì với nhau nào. Sau đến một ngày nào đấy xuất hiện một thằng nào đấy trong cuộc sống này biết quan tâm, bọn gái nó hay để ý mấy cái lợi trước mắt.
tự nhiên xuất hiện đâu một thằng biết quan tâm, nó hiểu tâm lý nó mày, thế là oánh nó phát là nó xong, nó bỏ mình thế thôi. Rồi sẽ có một ngày đẹp trời đấy, nó sẽ quay lại với em, lúc đấy thì em hết tình cảm với nó rồi. Buồn cười lắm. Thằng đàn ông 25 tuổi chưa gì trong tay có phải là thất bại lắm không? Không, khổ quá. Cái vốn dĩ cái cuộc sống này nó đéo công bằng với em. Nó đéo công bằng từ khi em mới sinh ra. Em sinh ra ở đâu, em sinh ra ở trong gia đình như thế nào, ở đồng bằng hay ở miền núi thì mẹ mày, giàu hay khá giả hay là nghèo rất mùng tôi, có bố mẹ hay không, có đầy đủ tay chân hay không, nó đã khác nhau rồi. Nó đéo công bằng rồi em. Nên cái việc thành công sớm hay muộn của mỗi con người ấy, nó là điều hiển nhiên của cuộc sống, đúng không? Ừ thì đúng là cũng có mấy tấm gương kiểu như là vượt khó, vươn lên, thành công sớm. Nhưng mà cố gắng là một phần, nhưng mà cũng phải là may mắn cơ, cũng phải biết chớp thời cơ cơ. Đéo thể nói là địt mẹ mày một thằng sinh ra nghèo vãi lồn, xong rồi đùng một cái địt mẹ giàu lên. Có cái lời, nó chỉ có địt mẹ trúng tiền lốt, thế nào nó đánh lô, đánh đề, may ra. Thế còn tôi ấy, tôi đéo quan trọng là cái chuyện thành công sớm hay là muộn. Quan trọng là sống nó phải chất đã các bạn ạ. Địt mẹ rồi thành công nó sẽ đến mà thôi. Đừng sống có lỗi, nghiệp cả đấy. Nghiệp nó chỉ đến sớm hay đến muộn thôi. Quả báo nó thường đến muộn nên người ta tưởng là không có. Nhưng mà thường thường ấy, địt mẹ nó đéo đến luôn đấy các bạn. Nó có thể vào đời mình, nó có thể vào đời con mình, nó vào đời cháu mình, nó vào con mẹ mình kiếp sau chẳng hạn. Đấy, nên tốt nhất là sống như nó chất và sống như nó chuẩn vào các bạn. Rồi thành công nó sẽ đến mà thôi. Rồi có người 70, 80 tuổi thành công mới đến mà các bạn. Có gì đâu mà lo. Cảm ơn Mạnh nhá, cảm ơn bạn nhiều. Mà đợt đấy bắt đầu vào chết CEO thấy cũng được, thế là thôi tôi quyết định là nghỉ. Mà chính ra đấy mới là cái ngã rẽ cuộc đời tôi. Đến khi tôi sang làm nghề này, tự nhiên nó thành hợp. Tôi hợp với kinh doanh hơn, tôi hợp với kiểu buôn bán và nói chuyện với người khác hơn. Đúng như ngày xưa người ta nói là cái nốt ruồi của tôi hay là cái mồm của tôi nó lệch một cách tự nhiên và nó to to, nó rộng rộng, kèm theo một cái nốt ruồi giống như bãi cứt ở bên cạnh này nữa, là để tôi kiếm tiền. Thì đúng là như thế thật. Cái nghề của tôi bây giờ đấy, chỉ ngồi nói chuyện như này hay là đi bán đồ buôn bán kinh doanh các thứ thì tôi làm được thôi, chứ còn làm cái nghề cẩn thận như ngày xưa thì chịu các bạn ạ. Thế nên chốt lại, tóm tắt lại là các bạn sau này phải chọn đúng nghề, hiểu không, thì mới thành công được. Chứ mình mà làm sai nghề loanh quanh mình chỉ thế à. Quan trọng là bây giờ ấy phải làm đúng công thức các bạn. Tôi nghiệm ra một điều sau khoảng 10 năm tôi đi làm này, cái đéo gì nó có công thức cả. Kể cái bọn ngày xưa nó đi học, cái nó học giỏi vãi đái, nó đều có công thức, nó đều làm đúng công thức, nó làm theo công thức, nó áp dụng công thức đúng. Bây giờ cả cái nghề mình đang làm thế thôi, cả cái cách mà mình đang phát triển hay là cái cách mà mình rút ngắn sự thành công thế thôi, nó đều có công thức cả các bạn ạ. Làm đúng công thức hay không, có áp dụng được vào trong cuộc sống hay không, thế thôi. Anh ơi, học nhiều quá có bị ngu không ạ? Hôm trước anh có đọc ở đâu trên báo ấy, người ta bảo là cái bộ não của con người như là chỉ sử dụng đâu đấy khoảng 10% thôi sao ấy, còn 90% thì anh cũng đéo biết là nó để làm gì. Nên là em yên tâm là tất cả những kiến thức em học kiểu gì cũng sẽ có chỗ chứa nhá. Tại vì lớn rồi, già rồi, người ta vẫn phải học mà. Có những người, người ta làm giáo sư, là bác sĩ, tôi thấy 60, 70 tuổi nó vẫn phải đi học. Tôi chưa trải qua đến cái mức độ tuổi đấy, nhưng mà bản thân tôi bây giờ là 30 mấy tuổi rồi vẫn phải học, học hàng ngày luôn các bạn. Học cách sống, học cách làm người, học edit clip, học mẹ mình chiều viewer, học đọc donate, học nảy số nhanh, học trả lời làm sao cho nó hợp lý, học làm sao cho các bạn không chửi tôi. Đấy là học các bạn. Vẫn phải học mà. Kiểu gì chả phải học. Mà học là mới khôn ra được không ạ? Đừng nghĩ là học nhiều nó sẽ ngu nhá. Mình chỉ ngu khi mình học những cái nó ngu thôi. Chứ còn nếu như mình học những cái đúng, học những cái nó tốt ấy, thì đéo giờ nó là thừa cả các bạn nhá. Rồi sẽ có lúc. Ở trên thế giới này ấy, luôn có một người nào đấy đi mẹ, dù bạn xấu vãi cả lồn ra đi mẹ, nhưng mà vẫn có những người nhìn bạn với một con mắt khác và nhìn thấy cái vẻ đẹp tiềm ẩn trong cơ thể của bạn. Có ai đi mẹ có người yêu xong rồi là ngại đi khoe người yêu ra với bạn bè mình tại vì nghĩ là người yêu mình xấu á, đầy ông như thế ra, nhưng mà thực ra người yêu bạn rất là xinh đấy. Hoặc là xấu thì xấu thật, nhưng mà đấy là với con mắt của mọi người, nhưng mà bạn nhìn người yêu bạn lúc đéo là bạn thấy xinh vãi lồn ra đấy. Đi mẹ buồn cười đấy. Đi mẹ, cái tạo hóa này nó tạo ra lúc lộn nó sẽ có hai cặp đi mẹ, nó khớp vào được với nhau, nó gọi là mát được với nhau đấy, kiểu đấy. Kiểu đéo mình nhìn thấy xinh à, tự tin lên không sao đâu.
liệu sau này có yêu được đúng người không anh? Chứ em mất hết niềm tin vào tình yêu rồi. Không em ơi, buồn cười lắm, trên thế giới này luôn có một người nó dành cho em, chẳng qua là em chưa tìm ra mà thôi, hoặc là sẽ tìm ra muộn mà thôi. Đó, bây giờ những cái người mà đến đi qua xong rồi lại chia tay, đấy là những người mà chỉ đi qua đời mình thôi đấy, chưa phải là vợ mình em ạ. Đâu đấy, nó đang hiện tại nó đang là người yêu thằng khác đấy, anh nghĩ là như thế. Nhưng mà rồi nó là do số mệnh cả rồi bạn, là khi các bạn đẻ ra ấy, các bạn sẽ phải lấy người này đấy, hoặc là các bạn sẽ phải ly dị, các bạn hai lần đò đấy, các bạn sẽ phải thế này thế nọ đấy, là nó có số cả rồi bạn, đến tuổi là nó sẽ gặp, còn hiện tại thì chưa gặp mà thôi, hoặc là nó đang yêu thằng khác thôi. Đợi một thời gian nữa nó chia tay rồi, đến một ngày nào đấy, ngày lành thằng tốt là nó sẽ gặp em đấy, xong hai đứa sẽ nảy sinh tình cảm, xong các bác sĩ bảo cưới đấy, loanh quanh nó sẽ là như thế. Chùa Hà cầu duyên có thiêng lắm không ạ? Thực ra ngày xưa là anh học ở chùa Hà đấy em ạ. Anh không phải học ở chùa Hà mà anh học ngay gần đấy. Ở trong cái ngõ chùa Hà nó có một cái trường gọi là trường cao đẳng điện tử điện lạnh. Thì ngày xưa tôi học cao đẳng bách khoa thì cái cơ sở của bọn tôi lại học ở đấy. Tôi học ở đấy 3 năm liền không ạ. Thì ở ngay đầu ngõ vào cái trường điện tử điện lạnh đấy là chùa Hà. Mà từ hồi đấy tôi đã nghe mọi người kể rất là nhiều về cái vấn đề là mọi người đi cầu chùa Hà cầu duyên rất là thiêng. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là thiêng hay không thì cũng phải do bản thân mình là một phần, chứ các bạn đừng dựa vào yếu tố tâm linh nhiều quá. Tại vì nếu như mà ai đi chùa cầu duyên được thì cái thế giới này đã đéo có mấy ông FA ngồi xem stream như thế này rồi, đã đéo có ông ngồi lau nước mắt khi gió mùa đông bắc về rồi, đéo có ông ngồi đắn đo suy nghĩ là Noel năm nay ông già Noel có tặng người yêu cho mình hay không mỗi cái dịp mà tháng 12 nó tới rồi, đúng không? Đừng tin quá các bạn ạ, hãy đi ra đường, hãy đi kiếm người yêu đi. Hay là hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình đi, đi làm kiếm nhiều tiền và đắp vào mặt, đắp vào người đi, mua quần áo xung xính hàng hiệu các kiểu đi, nâng giá trị bản thân lên đi, rồi sẽ có người yêu. Chứ tôi ngồi đấy mà than, ngồi đấy mà khổ, ngồi đấy nghĩ cách là đi chùa như thế nào để có người yêu, cầu ở cái chỗ nào thì bắt đầu người yêu nó sẽ rơi từ trên trời xuống á. Đéo có cái câu chuyện đấy đâu các bạn nhá. Đấy là các bạn bị lười và các bạn phó mặc cho số phận đấy. Phải tự cố gắng đi các bạn nhá. Lúc quyết định lấy vợ thì có suy nghĩ như thế nào á? Cái suy nghĩ của tôi đơn giản lắm, tại vì cái hồi đấy tôi ở một mình không ạ. Nếu như các bạn đang là sinh viên ấy, các bạn đang ở ký túc hay là các bạn đang thuê nhà ở tập thể với nhau ấy, nó vui lắm. Nhưng mà sẽ có một ngày, sẽ có một cái thời điểm nào đấy khi mà các bạn trưởng thành rồi, các bạn dần dần các bạn ra trường rồi, xong rồi sẽ có người đi làm, sẽ có người kiếm việc, sẽ có người có người yêu, sẽ có người bác sĩ bảo cưới, thế là tách dần ra, xong rồi đến một cái thời điểm nào đó chỉ còn lại một mình bạn mà thôi. Tôi bị rơi với các bạn. Mến chào Độ. Mình vừa đăng ký theo dõi bạn trên YouTube xuất phát từ việc con trai mình rất thích xem kênh của bạn. Nay mình có vài vào dòng chia sẻ. Từ từ nhá, đợi tôi tí, tôi kéo cái khung chat sang này cái đã. Mèo nghiêm túc nha các bạn nhá. Đùa cợt tí nhá. Bé mình là bé trai, năm nay 12 tuổi. Bé đã xem kênh của bạn từ rất lâu, mỗi khi rảnh rỗi bé thích vậy và mình cũng sẵn lòng. Cho đến ngày mình phát hiện ra bé có nổi hạch nhỏ ở cổ và lập tức đưa bé đi bệnh viện Nhi đồng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. Mất hơn 2 tháng uống thuốc theo hướng suy đoán của bác sĩ và là hạch viêm, nhưng hạch vẫn không nhỏ lại. Tiếp đó là chuyển qua bệnh viện ung bướu rồi quay lại bệnh viện Nhi đồng. Qua mổ và sinh thiết thì mình nhận được kết quả ngoài sức chịu đựng, bé bị ung thư hạch. Tiếp đó là những ngày tháng kinh hoàng khi cùng con điều trị. Ngày 28 Tết âm lịch là ngày đầu tiên bé bắt đầu hóa trị tại bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Cơn đau hành hạ mấy tháng giờ và bắt đầu sự đau đớn khác khi bắt đầu hóa trị. Quá trình thì rất là dài, trải qua mọi cảm giác cũng như sự chịu đựng. Có khi nghe được những lời đau đớn từ con. Khi chuẩn bị kết thúc đợt hóa trị, bằng các kết quả đánh giá xác định bé đã bị kháng thuốc và có dấu hiệu xâm lấn nhiều nơi. Tế bào ác tính đã xâm lấn vào tủy sống và phá hủy, làm cho bé không thể đi lại được nữa và không còn tự chủ được việc vệ sinh. Bé phải chuyển đến bệnh viện huyết học trung thành phố để hướng tới điều trị ghép tủy tế bào gốc. Sau khi hội chuẩn, bé bắt đầu đổi phác đồ điều trị theo phác đồ bị kháng thuốc. Gia đình lại bắt đầu cuộc hành trình cùng bé vào giai đoạn khó khăn hơn. Trong suốt thời gian nằm viện từ 28 âm lịch năm 2020 đến nay cũng là 10 tháng, niềm vui duy nhất của bé là chiếc iPad. Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên con muốn là mở iPad xem kênh của chú Độ, vừa ăn sáng vừa xem mà cứ như thế cho đến khi đi ngủ. Không có một chương trình nào của bạn mà bé bỏ qua. Từ đây mình bắt đầu gặp những lúc con cười rất là vô tư hồn nhiên và không có một thứ nào khác có thể mang đến được. Đó cũng là niềm vui hiếm hoi mà bản thân mình có được khi bắt gặp khoảnh khắc đấy. Sinh nhật con cũng không thích bất cứ món quà nào cả. Cách đây không lâu con lại xin thức khuya, hỏi ra mới biết là hôm đấy là sinh nhật của anh Độ và con muốn thức đến 12 giờ đêm để xem ảnh livestream. Sức khỏe không được tốt mà
đòi vậy nhưng mà miễn là con vui thì ba đồng ý. Con rất thích xem ảnh nói chuyện và chơi game, ảnh kể chuyện rất là vui. Hiện bé cũng đang chơi game Sekiro và trước đó cũng chơi rất nhiều game mà toàn là xem từ kênh của bạn. Cách đây vài ngày bác sĩ có cho về nhà nghỉ xả hơi một chút. Mình có chở bé đi hóng mát và nằm viện vì nằm viện quá lâu rồi và vô tình vào khu Landmark 81. Con có khoe là ba ơi vài hôm nữa anh Độ có đi đám cưới ở đây nè. Nhắc tới anh Độ là nó kể rất nhiều thứ với vẻ mặt tươi tỉnh khác thường. Nhìn con như vậy cũng thấy niềm vui trong lòng mà không ngờ anh lại có sức ảnh hưởng tích cực đến vậy. Bé lại chuẩn bị nhập viện và rất có thể chuẩn bị ghép tế bào gốc. Nay mình viết vài dòng tâm sự và có một điều xin từ bạn, nhắc tới bạn thì con mình rất là vui rồi nên là có thể nhận được sự động viên từ bạn chắc chắn là nguồn động lực rất là lớn với con mình để còn chiến đấu trong hành trình rất là dài phía trước. Cảm ơn bạn rất là nhiều và mong sớm được bạn chấp nhận. Cái này thì từ một bậc từ một anh là phụ huynh của một cháu ấy, cái nội dung mail thì tôi cũng vừa đọc cho các bạn ấy, chắc là các bạn hiểu được một phần rồi. Thì qua đây thì xin gửi lời tới anh Huy cùng với gia đình ở trong Sài Gòn, rất là mong là anh chị sẽ cố gắng giữ sức khỏe và cùng gia đình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Còn nếu như mà anh mà có xem stream này hay là cháu bé có ngồi xem thì em hứa là mấy hôm tới khi mà có dịp vào trong Sài Gòn ngày mùng 7, ngày mùng 8 này thì em sẽ liên hệ với anh chị để em qua gặp bé. Cũng không có gì đâu, nhưng mà em mong là sự có mặt của em ở trước mặt bé có thể giúp cho bé cũng như là gia đình có thêm một chút gì đấy sức khỏe cũng như là động lực để có thể vượt qua được cái bệnh mà nó hơi bị nặng như này. Tôi thì bạn bè của tôi hay là phụ huynh của bạn bè tôi có rất là nhiều người cũng mắc ung thư, và cái chuyện mà cái di căn của ung thư ấy nó có phát triển mạnh hay không và nó sẽ nhanh hay nó sẽ chậm ấy, nhiều khi nó là do cái tâm lý của người mắc bệnh nữa. Nên là nếu như có một cái tâm lý thoải mái ấy, thì cái quá trình chữa bệnh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nên là tôi mong là mấy hôm tới vài Sài Gòn là tôi có thể qua đấy để tôi gặp. Đấy, tôi chia sẻ một cái tâm thư như vậy với các bạn thôi. Qua đây thì tôi cũng là một người bố và tôi cũng có con nhỏ, nên là đọc những cái dòng này tôi thì thực sự hôm nay đọc là tôi khá là nghẹn lòng khi mà thấy một người bố đúng là một người bố chỉ nhìn vào cái nụ cười của con mình mà không biết được là cái tương lai sau này nó sẽ như thế nào, nên là tôi rất là cảm động. Biết đâu là mấy hôm nữa để tôi vào Sài Gòn tôi gặp xem như thế nào. Tôi cũng chỉ mong là tôi không giúp được gì nhiều, tôi chỉ mong là giúp được mặt tinh thần cho gia đình với cả cho cháu bé thôi. Sao tự nhiên không thấy ai donate nữa nhỉ? Sao xin tí tiền để con biết nói gì đi, chả biết nói gì cả. Nhưng mà buồn vậy đấy nhỉ? Nhưng cuộc sống này kiểu đôi khi nó khắc nghiệt với cả những đứa trẻ con ấy. Và bình thường ví dụ như là con tôi nó bị ốm ấy các bạn. Đôi khi mình đéo biết phải làm cái gì ấy. Cái cảm giác mà nhìn người khác đau đớn hay nhìn người khác kiểu nó khó chịu hơn cái cảm giác mà mình bị nhiều ấy. Cảm ơn Đức Thảo nhá. Cảm ơn Thảo, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn 2 giờ nhá. Tối hôm qua tôi có vào trong cái room talk show ở trong cái Discord, có ngồi nói chuyện với cả anh em. Lâu lắm rồi tôi không vào rồi các bạn ạ. Ngày xưa thì tôi hay vào trong cái Zoom đấy để tôi đêm tôi còn ngồi nói chuyện với cả mọi người. Và tôi có tâm sự với cả mọi người là đôi khi tôi làm cái nghề này tôi nói nhiều quá. Nên là đến lúc ban đêm rồi, khi tôi ngừng rồi tôi không làm nữa rồi, và chính thức tôi trở thành một con người bình thường, và tôi chỉ muốn vào những cái Zoom Discord kiểu như thế thôi để nghe mọi người nói chuyện. Tôi sẽ ngồi tôi lắng nghe chứ tôi không nói. Nên là nếu như mà các bạn nào mà có nhiều bạn nước ngoài lắm nhá, có nhiều bạn nước ngoài cực. Nên là nếu như mà bạn nào mà rảnh đêm các bạn vào trong nghe các bạn nói chuyện vui lắm. Hai cực. Cảm ơn hát tắc nha. Có bạn thì hát này, có bạn thì đọc giáp này, có bạn thì chơi đàn này, có bạn thì ngồi tâm sự các kiểu. Uầy, nhiều mảnh đời vậy đấy, nhiều câu chuyện vậy đấy. Mà tự nhiên thấy vui. Tự nhiên thấy mình kiểu xây dựng được một cộng đồng nó cũng lành mạnh, nó cũng văn minh. Và mọi người có một cái chỗ như kiểu một cái mái nhà chung để mọi người sinh hoạt với nhau. Nhiều lúc vui lắm. Nên là nếu như ông nào muốn cái trải nghiệm cái cảm giác đấy đêm cứ vào, nhưng mà lịch sự nhá.
vào đây nếu như mà không có câu chuyện gì hay là thấy mọi người đang nói thì cứ tắt mic đi ngồi nghe thôi, có nhiều cái chuyện hay lắm, nhiều chuyện buồn cười lắm không ạ. Cảm ơn Kiên nhá, cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn Netflix Việt Nam nhá. Anh quên cạo râu rồi á? Tôi cạo rồi, trời ơi, ê, ê, cạo rồi. Chẳng qua cái râu của tôi là nó mọc hơi bị nhanh một tí các bạn, thỉnh thoảng là nó hơi bị trồi sụt quá. Có cái râu cằm này tôi lười cạo, trọng suy nhá. Cảm ơn Duy nhá. Tôi không nhận tiền để chuyển qua người khác đâu nhá các bạn nhá. Khi nào mà có đợt nhận thì tôi sẽ báo với cả các bạn sau. Còn đây tôi chỉ chia sẻ với các bạn một cái tâm thư về tôi cũng mong là sau khi mà tôi biết là nếu như mà cái câu chuyện đấy là thật ý, thì kiểu gì cháu bé 12 tuổi cháu cũng xem được cái buổi stream này của tôi. Và tôi cũng muốn bé lạc quan lên, và với một cái lời hứa tôi là mấy hôm tới tôi sẽ vào trong Sài Gòn và tôi sẽ qua thăm bé thế thôi.